với kênh Khen Phim. Hôm nay thì Khen Phim sẽ đánh giá bộ phim Việt Nam có tên là Hoán Đổi. Đây là bộ phim khai thác đề tài về việc hai người hoán đổi thân xác với nhau và thấu hiểu những cái cuộc sống của nhau. Ở trên thế giới thì đề tài này được khai thác rất nhiều rồi, nhưng mà tại Việt Nam chúng ta vẫn chưa có nhiều bộ phim khai thác cái đề tài này. Nhưng nhà sản xuất có vẻ như họ muốn đưa bộ phim này ra rạp kịp dịp lễ 2 tháng 9 để họ thu tiền vé nhanh nhất có thể. Cho nên họ đã làm bộ phim cách hời hợt và thậm chí lỏng tay đến mức không thể chấp nhận được. Trước tiên thì Khen Phim sẽ nói về những cái phần được của bộ phim này. Bộ phim này có cái điểm được là giúp chúng ta cảm nhận ra trong cái cuộc sống bận rộn hiện tại ở thành thị thì đâu đó chúng ta vẫn cần phải quan tâm đến gia đình, bản thân và bạn bè. Những cái điểm đó thì mình nghĩ bộ phim Chàng Vợ Của Em sẽ làm tốt hơn là bộ phim Hoán Đổi và làm hoàn thiện hơn bộ phim Hoán Đổi này rất nhiều. Nội dung của phim Hoán Đổi xoay quanh việc một võ sư, cô Hoa và một nữ ca sĩ trẻ tên là Tiên Tiên. Hai người này có hoán đổi thân xác với nhau và thấu hiểu cuộc sống của nhau và sau đó nhận ra những cái lỗi lầm của bản thân. Phim có sự góp mặt của Trấn Thành, Việt Hương, Nhã Phương và Nguyễn Khuyến Huy. Đây là bộ phim được quay từ 2016. Sở dĩ Khen Phim đoán như vậy là vì trong phim có một cái cảnh quay casting phim và có cái tấm nền đằng sau là nó ghi là năm 2016. Tức là bộ phim này đã được quay khá lâu rồi và đến 2018 thì mới được dựng phim và đem ra rạp. Họ đã mất đến 2 năm để dựng phim nhưng mà hoãn lên hoãn xuống như vậy, chất lượng phim vẫn không hề tăng xíu nào. Và sau đây Khen Phim sẽ nói cho bạn những điểm chưa được trong bộ phim Hoán Đổi này. Đầu tiên là phần thoại lệch tiếng và hình với nhau. Các bạn nào đã xem trailer thì các bạn sẽ thấy phần tiếng và phần hình lệch nhau rất nhiều đoạn trong trailer. Và những tưởng đây chỉ là một phần lỗi kỹ thuật nhỏ trong khi dựng trailer nhưng mà không phải. Đến khi xem phim thì cái lỗi này nó tệ hại hơn gấp hàng trăm lần. Và các bạn sẽ khó có thể chấp nhận được một cái bộ phim ra rạp và các bạn phải bỏ tiền vé để coi nhưng mà nó lại tệ hại đến như thế này. Những trường hợp bạn có thể thấy trong bộ phim này đó là việc miệng của nhân vật nói một từ và lời thoại âm thanh phát ra một từ khác. Và đôi khi miệng của họ không nói gì hết, họ đứng im nhưng mà lời thoại vẫn phát ra, đó là một điều kỳ diệu. Và thêm một trường hợp nữa là hình thì ở trái đất và tiếng thì ở tầng sao Hỏa. Bộ phim Hoán Đổi là một bộ phim có nội dung rất rời rạc với nhau, các chi tiết trong phim không hề liên kết được với nhau theo một kiểu nào hết. Thậm chí mình cố gắng liên kết nó với nhau nhưng mà vẫn không được. Như một bộ phim trước đây mà Khen Phim đã khuyên thì có lẽ nhà sản xuất và nhà phát hành nên mua một lốc keo 502 về và đổ giữa cái tình tiết này để làm cho cái tình tiết trong phim gắn chặt với nhau hơn. Chứ còn việc mà các bạn muốn cắt phim như thế nào các bạn cắt và các bạn muốn biên tập như thế nào biên tập để tạo ra một cái tác phẩm, một mớ hỗn độn, một nồi lẩu mà nồi lẩu đáng đổ đi như thế này thì không xứng đáng để khán giả ra rạp thưởng thức trong dịp lễ. Khen Phim không hiểu rằng liệu cái bản phim đang chiếu ở rạp hiện nay của bộ phim Hoán Đổi là một cái bản nháp lưu hành trong nội bộ hay không. Tại vì nếu như đó là bản nháp thì mình có thể chấp nhận được những cái lỗi như thế này, những lỗi lệch tiếng hay những cái lỗi về kỹ xảo. Nhưng mà nếu nó đã ra rạp thì nó phải hoàn chỉnh hơn rất nhiều chứ không phải tệ hại như mà các bạn đã xem. Các bạn còn dễ dàng nhận ra được một điểm rất ẩu thả của phim, đó là khi chạy chữ. Đạo diễn là ai, diễn viên là ai hay là âm thanh ánh sáng như thế nào thì tất cả những cái chức danh và cái tên của cái người làm chức danh đó đều được sử dụng một phông chữ, một màu chữ và một gỡ chữ. Tức là không thấy sự đầu tư kể cả cái chi tiết nhỏ nhặt như thế này. Về diễn viên và diễn xuất thì Khen Phim xin gọi là cầu xin đi. Cầu xin Trấn Thành và Việt Hương, khi mà những diễn viên hài này đã kiếm tiền đủ từ game show rồi thì làm ơn hãy tha cho phim Việt. Họ cứ tấu diễn những cái show hài của họ trên game show truyền hình thì ok. Nhưng mà mang những cái hài đó vào phim Việt thì nó rất là kịch, nó không có hay và nó không có thích hợp cho những bộ phim này. Và thậm chí nó làm giảm đi giá trị của những cái bộ phim Việt Nam. Còn về Nhã Phương thì sao? Như các bạn biết thì Nhã Phương là một nữ diễn viên mà có cái biệt danh là Đơ, Trăm Cảnh Như Một. Và trong bộ phim này thì Nhã Phương cũng chẳng có gì tiến bộ hết. Tại vì thậm chí là phim này được quay 2016 mà. Thì có lẽ lúc đó diễn xuất của Nhã Phương nói sao ta, tệ hơn cả những phim bây giờ và nó còn đơ hơn cả cái giọng của Nhã Phương được lồng trong cái bộ phim Gia Đình Siêu Nhân. Phim hoạt hình Gia Đình Siêu Nhân mà các bạn coi bản lồng tiếng thì bạn sẽ nghe được giọng Nhã Phương đơ như thế nào. Tóm lại thì Khen Phim khuyên bạn không nên ra rạp xem bộ phim Hoán Đổi này. Và nếu bạn thấy dịp lễ này không có chỗ nào để đi chơi hay là không có những cái cuộc tụ họp với bạn bè thì các bạn thể ra rạp và coi một bộ phim Việt khác, đó là bộ phim Chàng Vợ Của Em. Phim đã phát hành 2 tuần trước rồi nhưng mà mình tin là ngày dịp lễ 2 tháng 9 này sẽ vẫn rất là đáng xem bộ phim. Cảm ơn các bạn đã xem kênh Khen Phim và nếu bạn thấy video này hay đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh Khen Phim để nhận thêm nhiều video khác hay hữu ích hơn. Bye bye.